Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và hôm nay tiếp tục là đua Heroic. Và mình có làm một cái website, một cái fanpage để livestream. Anh em nào thích có thể để mình để link ở phía dưới nhé. Anh em có thể vào nha. Rồi, ok, và let's go. Rồi, chúng ta sẽ... có sự kiện mới anh em ạ. Có sự kiện mới rồi. Vỗ tay. Mình đang thích... Mình đang thích đua Heroic rất là nhiều. Ok, mình sắp lên lắp 9 anh em ạ. Cũng không phải là quá tệ. Nhưng đua vẫn hơi chậm. Thật sự là đua hơi chậm. Chỉ còn có 5 ngày anh em ạ. Mà mới có lắp 9 thì cũng mệt đấy. Là mệt thật sự luôn. Thằng kia lên lắp 10 méo rồi. Nó cũng lắp 8 à. Nó cũng không phải quá nhanh anh em. Cố gắng đua nha anh em. Mình vẫn có cái cơ hội để mình giành chiến thắng trận này, team này nhá. Đua, tập trung đua nào. Đầu tiên là phải đánh bại bọn này trước đã, xong tính sau. Không biết cái game này lần này nó có tiếng không ta? Mình cũng không rõ là nó có âm thanh, có nhạc nhẽ gì không? Nhạc nhẽo gì không ta? Hình như có. Hình như là có tiếng. Chắc là thế mình sẽ tắt bớt tiếng đi nhá. Tắt bớt âm thanh đi á. Con này khá đẹp nhỉ? Nó có tất cả là 4 con. Con rồng hổ báo cáo trồn. Hello. Rồng hổ báo cáo trồn đã bị đấm cho sấp mặt rồi anh em ạ. Ok. Rồi, chúng ta sẽ rồng hổ báo cáo trồn. Đây là 3 ngày và 22 giờ. Chúng ta sẽ có con gì á? Không cần. Có một con rồng mới đây. Con là Six Skipper. Rồng Halloween à? Nhìn trông ảo thật đấy. Wow. Ảo loi. Kỳ là ảo luôn anh em ạ. Ảo ma Canada luôn đấy. Rồi chúng ta sẽ lấy vàng bên này. Vàng đây. Nhưng mà lấy hết rồi. Mình sẽ cần phải đánh 5 trận cho nhanh nhỉ. Tôi yêu cầu đánh 3 trận. 3 trận thì hoàn toàn nó nằm trong cái khả năng của mình thôi. 3 trận khá là dễ. Pull like cộng anh em ơi. Rồi pull like tiếp này anh em. Rồi ok, đấm phát nữa là pull line phát này. Claim. Một đòn nữa nhá. Pull line cộng, đấm một phát. Đơn giản. Một phát nữa này. Một đòn pull line với Lost Shimura. Úi trời, đài. Con này là nó cho ăn chuối cả nải. Nhưng mà cái này nó sẽ hồi sinh anh em ạ. Sau một trận chiến là nó sẽ hồi sinh lại. Nên chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng lắm, đúng không? Hồi sinh thì lại đánh tiếp. Không vấn đề gì. Aurora. Úi, 180k. Nice. Rồi, chúng ta đánh xong cái phần này nha anh em. Heroic, hero của chúng ta cũng đến cái phần này rồi. My god. Đến 5 Brit lên đến 5 phát luôn à. Wow. Để tôi lên xem trang Dislab để xem mà nó hồi chưa nhá. Rebreeze này. Trên này cũng sẽ rebreeze lên tiếp này. Đây cũng sẽ là như vậy. Ok. Rebreeze và rebreeze. Đấy. Vứt đây. Bán. Một con. Hai con. Ba con. Một con. Bán hết đi anh em ạ. Chỉ cần đấy thôi. Chỉ cần nơi breeding thôi. Chứ không cần nơi khác. Chỉ cần nơi sinh sản thôi là xong rồi. Một con. Hai. Một, hai, ba. Mình sẽ lên trang Dislab. Thì còn trang Deadlit thì lại không ổn. Dạo này nó không ổn một tí nào với trang ấy rồi. Trang ấy bây giờ nó không còn cái gì để mà chúng ta chơi đấy. Sự kiện nó khá là tệ. Đấy, ok. Trên này có tất cả sự kiện luôn anh em ạ. Rất là sướng ở trên trang Dislab ấy. Bây giờ nó không còn hack nữa rồi. Dragon City dạo này bây giờ không còn hack khủng hay là như thế nào rồi. Drivers. Trang này bây giờ không hack nổi nữa rồi. Nhà phát hành nó fix hết rồi. Bây giờ đố tìm được cái thanh niên nào hack nữa. Trừ những người nào mà đã hack có cái nick từ ngày sửa ngày xưa ấy, thì may ra hoặc là chơi ở server lậu ấy thì hoàn toàn có thể lấy được. Chứ bây giờ server chính thì đố hack được luôn.
thế cũng vui. Ngày xưa còn hack được lab Dragon City cơ anh em. Rồi đây Chiêu Gorlis Major. Muốn lấy cái con thu thập tiền xu, tổng cộng sẽ là 860 coin. 860 coin. Tổng cộng 180. Đây là thu thập tất cả thứ này. Thu thập tất cả thứ, thu thập chìa khóa, sự kiện thu thập tiền xu, tùy từng con anh em ạ. Anh em mà muốn lấy cái con này ấy, thì tổng cộng sẽ tầm khoảng 6.000 bao nhiêu coin ấy. Đấy. Nhưng mà vấn đề là cái sự kiện này lấy được bao nhiêu coin ta? Tôi cũng không rõ là sự kiện lấy được bao nhiêu coin. Thu thập key từ con Intractor từ Cyberus 460. Con này chỉ có 4.800 thôi, 460 làm sao đủ nhỉ? Mà đây nhá, nó sẽ cho chúng ta mỗi 8 giờ được 600 Major Coin thôi. Không đủ, sợ cái này là không đủ anh em ạ. Mình đoán là không đủ. Thì nếu mà sự kiện này diễn ra trong vòng khoảng 4 ngày thì một ngày sẽ được 1.200. 1.200 mà nhân với 1.200 mà nhân với 4 thì nó sẽ thành 4.800 mà cộng với khoảng 400 là 5.200. 5.200 với xem quảng cáo làm nhiệm vụ làm nhiệm viên thì chuyện khó mà lên được 6.000 lắm nhỉ. Con này cần 6.020 hay là mình phải làm tất cả các nhiệm vụ thì may ra mới được. Không phải xem full quảng cáo không biết lấy được con này không thôi. Con này khá đẹp, con rồng mới nhưng mà các bạn lâu lắm rồi mình cũng không sở hữu rồng mới. 19.700 thành công thôi. Nó cũng khá là dễ và khá đơn giản nhỉ. Yes, Thunder. Đấy. Đánh rất nhanh thôi. Chúng ta sẽ rơi tầm khoảng 5.200 rồi này. 25 và 50, 100, 150, 225, 300, 450 và tổng cộng sẽ có 600. Chỉ rơi khoảng 5.800. Ồ, đủ đấy anh em ạ, đủ đấy nhá. Đủ đấy. Tôi nghĩ là đủ. Tôi sẽ lấy được cái con rồng kia bằng cách là thu thập tất cả và xem tất tần tật quảng cáo. Nó chỉ là tầm khoảng 6.000 thôi anh em ạ. Con này quá ngon luôn. Còn mấy con kia thì nó đắt quá, không đủ. Có một con ở đây nó ra ghi ra thêm một con Queros. Con Queros thì nó giá tầm khoảng 6.700. Con Queros hình như mình có rồi nên mình cũng không ý tưởng lắm. Con đầu tiên là từ thu thập từ Cyberus trước này. Xong rồi thu thập từ Intraterrestrial Fightening rồi. Để tất cả những gì mình muốn lấy con này và mình sẽ đi nó chắc chắn luôn anh em ạ. Rồi ok nhá, tôi sẽ bắt đầu đi luôn từ hôm nay ra nha. Đoán là đủ thôi. Không đủ. Không đủ thì cũng chẳng đủ con nào. Thật sự là nếu không đủ con Queros á, con Queros 6.700 thì mình nghĩ mình có rồi ta. Con Quest. Con Queros cũng chưa có luôn. Wow. Quay đẹp thế. Quay đẹp hơn cả con kia cơ anh em ạ. Nhưng mà con kia con mới. Không lấy thì rất là phí à. Không lấy là cực kỳ lãng phí anh em ạ. Ok. Cái này chắc tôi phải để sau thôi. Tại vì tôi phải làm cái nhiệm vụ kia. À, được một cành cây này. À, vẫn được một cành cây ha. Đi nó chuẩn vào không là lại tèo. Rồng ba đầu á. Chìa khóa nó ở đâu nhỉ? Không rõ lắm. Đây chìa khóa đây. Chìa khóa đây. Nhưng mà mình sẽ không lấy cái hòm anh em ạ. Vấn đề là nếu mà đi con này sẽ không lấy cái hòm. Chấp nhận đi. Vừa lấy một con mới mà vừa lấy cái hòm thì nó khó lắm anh em ạ. Hãy hy sinh tất cả vì con mới nhá. Tập trung hết sức vào để lấy con mới nha anh em. Con mới thật sự đẹp. Thật sự rất đẹp luôn. Không lấy thì thật sự lãng phí đấy. Lãng phí cuộc đời đấy anh em. Nào, đi lấy thôi. Đi lấy nào. Đầu tiên là lấy cái chìa khóa trước để mở.
mở cửa á, mở cửa cho con đấy xuất hiện á. Mình nghĩ mình đủ thôi, mình làm đủ các cái nhiệm vụ ấy. Nhiệm vụ mình nhớ mình căn giờ mình làm thôi là đủ, là chắc chắn là đủ đấy. Lấy cái chìa khóa này, cái hòm cuối thì không cần lấy, chỉ cần lấy được 600 coin là quá đẹp rồi. Căn rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi thu được con này, con Fighterness đúng không anh em? Đúng rồi, Interest. Thu thập key Fighterness từ con Interest. Ok, con này là vẫn phải đi này để thu thập key này. Đấy, nó sẽ lấy được thêm một cái lồng đèn ma quái. Hay đấy nhé, yeah. Uncle Sam 65. Tôi sẽ lấy nó luôn. Dĩ nhiên. Nice. School Lantern. Tiếp tục đi xuống dưới nào, bạn ơi. Vừng ơi, mở ra nào, 100. Chìa khóa đâu nhỉ? Ồ, chìa khóa tít tít ở dưới được à? Và trong cái quá trình đi thì nó mình sẽ cái mất khoảng 1.900 ạ. Oh my god. Và nó có cả hòm luôn anh em, quá tuyệt. Đi cái con mới này là cực kỳ ngon rồi, mình theo mình thấy là như vậy. Đi theo đấy cái con Spiker Ghost, một con ma anh em ạ. Ma trong ngày lễ Halloween rồi, mình sẽ tiếp tục đi cái đấy nhá. Ok, chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào anh em nhá. Bye bye.